Ngài kính chào toàn thể hội thánh. Chúng ta cảm ơn Chúa vì một tuần mới Chúa lại ban cho chúng ta tiếp tục được thờ phượng Chúa, và sáng nay chúng ta lại tiếp tục đến với Chúa và trong sự hiện diện của Ngài. Dù hoàn cảnh đất nước của chúng ta có rất là nhiều điều đang rất là tệ hại, số ca lây nhiễm mỗi ngày mỗi gia tăng, nhưng mà chúng ta vẫn biết chắc một điều rằng Chúa vẫn là Đức Chúa Trời của chúng ta. Ngài đang tẩy trị giữa vòng lịch sử của loài người và trên đất nước của chúng ta. Amen. Dạ, kính thưa hội thánh, đáng lý ra chủ đề buổi sáng hôm nay tôi phải giảng vào trong tuần thứ ba của loạt bài giảng Đức Tin, Hy Vọng và Yêu Thương. Nhưng vì tính cấp bách của tình hình của đất nước của chúng ta và với cái việc bùng phát của dịch lần thứ tư này, trong lòng của tôi được thôi thúc để chia sẻ sứ điệp này, và tôi cố gắng sẽ chia sẻ tiếp hai phần còn lại của loạt bài giảng mà tôi muốn gửi đến cho quý vị trong những tuần sắp tới. Kính thưa hội thánh, chắc chắn là mọi người dân ở trên đất Việt của chúng ta phải chấp hành đúng theo cái sự khuyến cáo của Bộ Y tế 5K. Đây là điều mà mỗi người chúng ta cần phải làm. Và chúng ta cũng phải chấp hành nghiêm túc với những chỉ thị 15, 16 của chính quyền địa phương để bảo vệ mỗi một người dân ở trên đất nước này, ở trong cái sự bùng phát, trong sự lây lan quá nhanh và quá nguy hiểm. Và chúng ta không biết ở đâu là F0, chúng ta không biết ở đâu là F1 cả. Chỉ buổi sáng mở mắt ra, chúng ta thấy chỗ này giăng dây, chỗ kia bị giăng dây. Hay mỗi sáng mở mắt ra thì chúng ta tin, nghe tin có một người nào đó đã được đưa vào khu cách ly. Chúng ta hoàn toàn không biết quý vị. Đây là tình hình đang diễn ra ở tại đất nước của chúng ta. Đây là tình hình đang diễn ra tại thành phố mà chúng ta đang sống. Nhưng điều mà tôi được khích lệ đến nói quý vị rằng, hãy vững lòng vì Chúa nói rằng, ta đây đừng sợ. Chúng ta sẽ tiếp tục cầu nguyện cho đất nước của mình. Chúng ta sẽ tiếp tục cầu nguyện cho lãnh đạo của đất nước này. Chúng ta sẽ tiếp tục cầu nguyện cho những y bác sĩ đang làm công tác ở tuyến đầu, là những người bảo vệ, là những người chăm sóc những bệnh nhân bị nhiễm. Thật sự tôi rất là cảm động với những hành động rất là can đảm của họ, rất là can đảm, đã đối diện với những bệnh tật, đối diện với những ca lây nhiễm không hề sợ hãi. Và chúng ta có trách nhiệm để cầu nguyện cho họ, để xin Chúa bảo vệ họ, xin Chúa ban sức khỏe cho họ và xin Chúa bảo vệ người thân của họ. Hội thánh thân mến của tôi ơi, ngoài việc cầu nguyện, hội thánh chúng ta sẽ làm gì nữa? Cầu nguyện đó là chìa khóa, là vũ khí mạnh nhất của hội thánh của chúng ta trong lúc này. Và chúng ta biết là cầu nguyện có năng quyền, Chúa sẽ mở cửa trời ra và làm ơn cho chúng ta. Nhưng mà bên cạnh sự cầu nguyện nữa, hội thánh sẽ phải làm gì nữa? Có nhiều người hoang mang và hỏi tôi rằng hội thánh sẽ làm gì ở trong lúc này để bày tỏ tình yêu của Chúa cho mọi người. Hội thánh sẽ làm gì nữa trong lúc này? Và đây là một trong những cái điều mà tôi tự nghĩ. Hội thánh sẽ làm gì để cho mọi người biết rằng Chúa chúng ta đang thờ phượng là Đức Chúa Trời đầy năng quyền, là Đức Chúa Trời yêu thương? Hội thánh sẽ làm gì? Và có một câu kinh thánh đã đến trong tâm trí của tôi. Và tôi tin rằng câu kinh thánh này rất ý nghĩa. Và chúng ta có thể áp dụng nó ngay trong thời điểm hiện tại này. Và câu kinh thánh nó được chép ở đâu? Xin quý vị cùng mở với tôi ở trong lời của Chúa. Cô-rinh-tô thứ nhất, đoạn 13, câu thứ 13. Nên bây giờ còn có ba điều này. Đức tin, hy vọng, tình yêu thương. Nhưng điều cao trọng hơn cả là tình yêu thương. Một bản dịch khác thì ghi như thế này: vậy chỉ có ba điều tồn tại, đức tin, hy vọng và tình yêu, nhưng tình yêu vĩ đại hơn cả. Một bản dịch khác nữa được chép như thế này: cho nên chỉ có ba điều này là còn mãi, đức tin, hy vọng và tình yêu thương, mà điều cao quý hơn cả là tình yêu thương. Thưa quý vị, chủ đề mà tôi muốn cùng học với quý vị trong buổi sáng hôm nay đó là điều quan trọng hơn. Điều quan trọng hơn. Dạ, phải. Điều quan trọng hơn trong ba điều mà sứ đồ Phaolô đã nhắc nhở cho hội thánh Cô-rinh-tô: đức tin, hy vọng, tình yêu thương. Nhưng điều quan trọng hơn trong ba điều đó là tình yêu thương. Tại sao vậy? Đức tin rất là quan trọng, hy vọng rất là quan trọng, và quý vị sẽ được nghe sứ điệp này trong ngày sắp tới. Nhưng mà quan trọng hơn là tình yêu thương. Chúng ta sẽ cùng nhau suy gẫm và học hỏi và có câu trả lời. Vì sao
tình yêu thương lại quan trọng hơn. Chúng ta trở lại Côn Tô nhất đoạn 13, từ câu 1 đến câu thứ 3, thì chúng ta sẽ thấy sự lý giải của sứ đồ Phao-lô ở tại đây. Dù tôi nói được các thứ tiếng loài người và thiên sứ, nhưng không có tình yêu thương thì tôi chỉ như cồng chiên kêu lên hay là chặt chỏ vang tiếng. Dù tôi được ơn hóa tiên tri và biết hết các sự màu nhiệm cùng mọi tri thức, dù tôi có tất cả đức tin đến nỗi dời núi được, nhưng không có tình yêu thương thì tôi chẳng ra gì. Dù tôi phong phát cả gia tài để nuôi kẻ nghèo khó, lại bỏ thân mình để chịu đốt, nhưng không có tình yêu thương thì điều đó chẳng ích gì cho tôi. Thưa quý vị, điều quan trọng hơn là tình yêu thương. Vì sao? Bởi vì tình yêu thương quý trọng hơn tất cả mọi điều. Tình yêu thương quý trọng hơn tất cả mọi điều. Sứ đồ Phao-lô đã nói gì? Dù tôi nói được các thứ tiếng loài người và thiên sứ, hay nói cách khác hơn là dù tôi có tiếng lạ, dù tôi thông giải được tiếng lạ, nhưng mà nếu không có tình yêu thương thì chỉ như cồng kêu lên hay là chặt chỏ bằng tiếng. Rồi gì nữa, dù tôi có được ơn nói tiên tri, ghé những người này khích lệ người khác, dù tôi có những ân tứ của sự mặc khải, của sự màu nhiệm, hiểu biết về những điều thiêng liêng ở trên trời, nhưng không có tình yêu thương chẳng ích gì cả. Dù tôi có đức tin đến nỗi dời núi được, đức tin có thể làm việc này việc khác được, nhưng không có tình yêu thương thì cũng là chẳng là gì hết. Và quý vị ơi, thậm chí ông nói rằng dù tôi phong phát cả gia tài để nuôi kẻ nghèo khó, nhưng mà hành động đó không phải yêu thương, không phát xuất bằng tình yêu, thì nó chẳng là gì hết. Cho nên chúng ta thấy tình yêu thương vô cùng quan trọng. Có lẽ đọc đến đây thì chúng ta thấy rằng sứ đồ Phao-lô, ông đã cho chúng ta thấy tầm quan trọng và giá trị của tình yêu thương. Nhưng nếu đọc kỹ thì quý vị khoan hãy nói rằng sứ đồ Phao-lô phản bác về ân tứ. Không, sứ đồ Phao-lô hoàn toàn không phản bác về ân tứ. Ông không hề chê bai về ân tứ. Bằng chứng là chúng ta thấy Côn Tô nhất đoạn 12, ông đã luận giải về các ân tứ. Ông đã chia sẻ cho hội thánh Côn Tô biết về những ân tứ thiêng liêng, những món quà thiêng liêng mà Đức Chúa Trời đã ban cho hội thánh. Chính ân tứ đã được liệt kê ở trong Côn Tô nhất đoạn 12, để hội thánh biết rằng Chúa có những món quà quý giá dành cho hội thánh. Hội thánh cần ân tứ để giảng tin lành. Muốn giảng tin lành có hiệu quyền năng, muốn giảng tin lành hiệu quả, cứu được nhiều người, chữa bệnh nhiều người, giải cứu được nhiều người, chúng ta cần có ân tứ. Quý vị amen với tôi mà. Chúng ta cần có ân tứ. Nhưng ở trong đoạn Kinh Thánh đoạn 13 thì chúng ta thấy ở tại đây ông làm một cái phép so sánh để chúng ta thấy ân tứ và tình yêu. Tình yêu quan trọng hơn nữa. Ông không phát bác bỏ ân tứ, nhưng mà nếu so sánh với các ân tứ thì tình yêu thương quan trọng hơn. Và ông đã dùng hết cả đoạn 13 để cắt nghĩa cho hội thánh. Hội thánh cần có tình yêu, hội thánh cần có tình yêu thương. Và sang đoạn 14 chúng ta thấy ông là một lần nữa dùng cả đoạn 14 để lý giải, để luận giải, để chia sẻ về tầm quan trọng của ân tứ tiên tri. Cho nên tôi mong rằng hội thánh chúng ta hiểu được điều này. Chúng ta đừng quá cực đoan và chỉ có ân tứ, hay là chỉ có tình yêu mà không có ân tứ. Đoạn 13 nằm chính giữa của hai đoạn 12, đoạn 14 để thấy rằng ân tứ và tình yêu nếu mà nó được cùng hòa quyện với nhau, xin lỗi hội thánh, cùng được làm việc một cách chặt chẽ với nhau thì nó sẽ đem đến một cái hiệu quả rất là đầy năng quyền cho việc giảng tin lành của chúng ta. Amen không quý vị? Hội thánh Côn Tô là một hội thánh có rất nhiều ân tứ, nhưng hội thánh này thiếu tình yêu thương, thiếu sự hiệp nhất. Họ chia rẽ, họ nói xấu lẫn nhau, chia bè, chia phái. Họ không tôn trọng lẫn nhau, loạn luân, đủ thứ mọi sự lộn xộn trong hội thánh Côn Tô. Mặc dù đây là hội thánh rất nhiều ân tứ, nhưng không có tình yêu thương. Thưa quý vị, hội thánh không có tình yêu thương, dù có ân tứ thì hội thánh vẫn còn đang thiếu điều quan trọng. Hội thánh sẽ mất đi sự cân đối, giống như một con chim bay mà chỉ có một cái cánh,
còn cái cánh kia thì không làm việc. Hội thánh cần có ân tứ nhưng cũng cần có bông trái. Hội thánh cần có quyền năng nhưng cũng cần có tình yêu thương. Tình yêu thương có giá trị hơn cả ngàn lời nói yêu thương. Tình yêu thương sẽ che đậy vô số tội lỗi. Tình yêu thương sẽ là sợi dây liên kết chúng ta lại với nhau hơn bao giờ hết. Và tôi thiết nghĩ hơn bao giờ hết trong thời điểm này, tình yêu quan trọng hơn tất cả mọi chuyện. Giữa cơn đại dịch, giữa lúc mà người ta đang bị hoang mang và sợ hãi lo lắng về dịch bệnh, thì quý vị ơi, tôi nghĩ tình yêu thương là điều vô cùng quan trọng trong lúc này. Đừng chỉ trích nhau nữa, đừng nói những lời cay độc như với nhau nữa, đừng nói móc khóe lẫn nhau nữa, đừng cà khịa lẫn nhau nữa. Nhưng ở trong lúc này là lúc mà chúng ta cần thể hiện tình yêu thương đối với đồng loại của mình. Chúng ta cần thể hiện tình yêu thương đối với những người cùng niềm tin với chúng ta. Chúng ta cần tình yêu thương đối với những người đang ở trong khu cách ly, đang bị nhiễm COVID. Quý vị amen với tôi mà. Đây là lúc mà chúng ta hãy bày tỏ rằng chúng ta là những môn đồ của Chúa. Như lời Chúa Giêsu đã nói, nếu các ngươi yêu thương nhau, ấy là tại điều đó người ta sẽ nhận biết các ngươi là môn đồ ta. Amen. Mười điều răn ở trong Cựu Ước đã ghi chép, nhưng Chúa Giêsu đã tóm tắt lại hai điều, đó là kính Chúa và yêu người. Phải quý vị, chúng ta kính Chúa và yêu người, đó là chúng ta đã làm tròn điều răn của Chúa đã dạy. Cảm ơn Chúa vì những tháng vừa qua, một cái bức tranh của sự yêu thương đã được vẽ lên tại Hội Thánh Tin Lành Việt Nam nói chung của chúng ta. Tôi không biết quý vị thế nào, nhưng mà tôi quan sát và tôi rất là thầm cảm ơn Chúa về những điều đang xảy ra giữa cơn dịch bệnh này. Mọi sự hiện lại làm ích cho kẻ yêu mến Chúa, đặc biệt cho những người Tin Lành Việt Nam của chúng ta. Cách đây hơn 2 tháng, có lẽ quý vị biết câu chuyện của Hội Thánh Truyền Giáo Phục Hưng. Chỉ sau một đêm, sáng mở mắt dậy, người ta được nghe tin là nhóm Truyền Giáo Phục Hưng đã bị nhiễm và đưa vào khu cách ly. Anh em của chúng ta hết sức là hoang mang và lo sợ, bởi vì họ không biết vì sao bị nhiễm. Và bên cạnh đó còn bị tấn công bởi giới truyền thông, những lời miệt thị, những lời xúc phạm, và cộng thêm những sự kỳ thị của cộng đồng mạng. Cộng đồng mạng đã làm cho Tin Lành Việt Nam nói chung và nhóm anh em của chúng ta Truyền Giáo Phục Hưng cũng bị đau đớn thật là nhiều. Họ trở nên là những người tội đồ mà không hề hay biết vì sao mình trở nên tội đồ. Gạch đá ném tới tấp, nhiều người ngã lòng, nhiều người buồn bã và thất vọng, và tự hỏi rằng Chúa ơi, Ngài ở đâu rồi? Tại sao điều này xảy ra cho Hội Thánh của con? Nhưng mà giữa trong những lúc hoang mang, những lúc căng thẳng đó, thì tôi rất là cảm tạ Chúa. Nhiều hệ phái ở trong Hội Thánh Tin Lành Việt Nam của chúng ta, dù khác tính lý, khác người lãnh đạo, nhưng mà chúng ta có cùng một niềm tin ở nơi Chúa, cùng một quyển Kinh Thánh mà chúng ta đang đọc, cùng một Chúa mà chúng ta đang thờ phượng. Điều đó đã không có phân biệt anh em chúng ta là ai, nhóm nhỏ hay nhóm lớn, tư gia hay là nhà thờ, đã hiệp lại với nhau ở trong sự cầu nguyện, khẩn thiết cầu nguyện. Nhiều cú điện thoại gọi đến những anh em ở trong khu cách ly, và nhiều món quà yêu thương đã gửi tới cho anh em của chúng ta trong nhóm Hội Thánh Truyền Giáo Phục Hưng. Và những cái buổi hội đồng cầu nguyện cho Việt Nam, cho Hội Thánh Truyền Giáo Phục Hưng đã được dấy lên từ lúc đó. Cảm ơn Chúa. Một bức tranh thật là đẹp. Một bức tranh thật là đẹp quý vị. Tôi thật sự cảm động bởi vì Chúa đã kéo mọi người lại với nhau. Tình yêu thương đã kéo mọi người lại với nhau. Không phân biệt hệ phái, không phân biệt tính lý. Chúng ta đã làm một điều hết sức là cảm động. Và điều đó đã chứng minh cho thế giới ở bên ngoài biết rằng chúng ta là môn đồ của Chúa Giêsu. Amen. Cảm ơn Chúa. Cách đây vài ngày, mục sư Phương Tân, mục sư trưởng của Hội Thánh Truyền Giáo Phục Hưng, đã nhắn tin cho tôi và nói rằng cảm ơn mục sư Dương Thành Lâm, cảm ơn Hội Thánh, cảm ơn cộng đồng Tin Lành Việt Nam, cảm ơn các tín hữu đã cầu nguyện cho chúng tôi, đã ủng hộ chúng tôi, đã nâng đỡ chúng tôi trong những lúc chúng tôi đang gặp hoạn nạn. Cảm ơn tất cả quý vị, tấm lòng của quý vị
đã làm sống lại đức tin của chúng tôi trong cơn hoạn nạn. Và cảm ơn Chúa, ông thông báo rằng đã tất cả những người được đưa vào khu cách ly, không còn một ai ở trong đó nữa, tất cả đều đã được rời khỏi khu cách ly và được khỏe mạnh hoàn toàn. Chúng ta thấy vỗ tay ngợi khen Chúa điều này, quý vị. Cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa vì điều kỳ diệu Chúa đã làm trên hội thánh Tin Lành Việt Nam của chúng ta. Và tuần rồi, một cái điều nữa làm cho tôi hết sức cảm động, thật sự cảm động. Một đệ tử của Chúa ở phía Bắc đã nhắn tin và cũng nói với chúng tôi một điều mà thật sự là cảm động. Tôi không biết dùng từ nào, rất là cảm động. Ông nói với chúng tôi là người lãnh đạo ở trong cộng đồng Tin Lành Việt Nam: quý mục sư ơi, em và hội thánh miền Bắc có lạc quyên được một số tiền muốn gửi đến để ủng hộ các mục sư ở tại thành phố Hồ Chí Minh, vì ở tại thành phố đang có những ca lây nhiễm mỗi ngày mỗi gia tăng. Chỉ thị 15, chỉ thị 16, hội thánh không được nhóm lại, và tụi em đã quyên góp được số tiền này, xin hãy nhận cái tấm lòng của tụi em. Wow, quý vị, cái từ là miền Bắc gửi đến cho các mục sư miền Nam, nó cảm động vô cùng, quý vị. Thật sự tôi không cầm được nước mắt khi mà lời tâm tình của vị mục sư đó. Trẻ tuổi, rất được ơn, và không những được ơn thôi mà một người đầy tình yêu, không phân biệt miền Nam, không phân biệt miền Bắc, không phân biệt hệ phái, không phân biệt tính lý, chỉ biết là một lần là một điều quan trọng là chúng ta là con của Chúa, chúng ta là đầy tớ của Chúa, chúng ta là môn đồ của Chúa, thì chúng ta phải yêu thương nhau. Amen. Cảm ơn Chúa, ông đã gửi món quà yêu thương đó đến cho các đầy tớ của Chúa tại miền Nam. Và cũng trong tuần này, chúng ta lại nghe một cái tin hết sức là đặc biệt nữa, đó là có 285 sinh viên ở trong thần học viện ở Đại Thủ Đức bị nhiễm COVID. Wow, 285 người bị dương tính. Wow, chúng ta không biết thế nào phải, quý vị. Chúng ta không biết thế nào xảy ra ngay trường thần học. Và tin tức đó được báo đi khắp nơi. Và một lần nữa, tôi lại nhìn thấy tấm lòng yêu thương của con cái của Chúa, không phân biệt hệ phái. Một lần nữa tôi muốn nhắc đây, không phân biệt hệ phái, không phân biệt tính lý, đã cùng kêu gọi lời cầu nguyện xin Chúa thương xót chữa lành cho 285 đầy tớ của Đức Chúa Trời, những người mà chúng ta chưa bao giờ gặp mặt, những người có thể là khác tính lý của chúng ta, nhưng mà vẫn là một ở trong thân thể của Đấng Christ. Chúng ta cầu nguyện cho họ, xin Chúa chữa lành cho họ, xin Chúa khiến cho dương tính trở nên âm tính. Và cảm ơn Chúa, những cái tin nhắn đó lan truyền khắp cho những cái buổi cầu nguyện, cho những hội thánh, dù là tư gia hay là nhà thờ, dù là ân tứ hay là không ân tứ, họ vẫn cùng cầu nguyện chung với nhau. Một bức tranh tuyệt vời, phải không quý vị? Phải không quý vị? Nếu mà chúng ta cảm thấy rất là tuyệt vời, xin hãy cùng vỗ tay với tôi 5 giây để cảm ơn Chúa vì tình yêu thương đã được bày tỏ ở giữa hội thánh Tin Lành Việt Nam. Amen. Hãy vỗ tay ngợi khen Chúa vì này, quý vị. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Thưa quý đại tớ của Chúa, thưa quý con cái của Chúa, chúng ta không cần biết chúng ta là ai, hội thánh nào, hội thánh ân tứ hay hội thánh truyền thống, hội thánh lớn hay hội thánh nhỏ, hội thánh tư gia hay là nhà thờ. Điều đó không quan trọng. Quan trọng hơn hết đó là tình yêu thương. Quan trọng hơn hết là chúng ta có yêu thương nhau hay không, chứ không phải là hội thánh này, hội thánh kia, hệ phái này, hệ phái nọ. Nhưng mà chúng ta có yêu thương nhau như Chúa đã yêu thương chúng ta hay không. Không cần biết bạn có ơn tứ gì, không cần biết bạn am hiểu Kinh Thánh bao nhiêu, không cần biết bạn có bao nhiêu bằng tiến sĩ, không cần biết bạn có bao nhiêu tiền. Điều đó không quan trọng. Nhưng điều quan trọng hơn là bạn có thật sự yêu thương đồng loại của mình hay không. Bạn có yêu thương những người đang bị nhiễm COVID hay không. Bạn có yêu thương những người đang
mỗi ngày đối diện với những ca lây nhiễm đó để bảo vệ đất nước hay không? Chúng ta có yêu thương với những người cùng niềm tin với chúng ta hay không? Chúng ta có thật sự yêu thương những anh em cùng đức tin của chúng ta hay không? Tôi xin lời của Chúa nhắc nhở tôi và quý vị. 10 điều răn được chép trong Cựu Ước, Chúa Giêsu đã tóm tắt lại có 2 điều. Đó là đơn giản kính Chúa và yêu người. Nếu chúng ta nói chúng ta yêu mến Chúa, kính sợ Chúa, chúng ta có yêu thương anh em hay không? Ở trong gian đoạn 13 của Bạc Lâm, Chúa nói gì? Nếu anh em yêu thương nhau, ấy là tại điều đó mà thiên hạ sẽ nhận biết chúng ta là môn đồ của Chúa Giêsu. Phải thưa quý vị, yêu thương nhau là dấu hiệu để người ta nhận biết chúng ta là môn đồ của Chúa Giêsu. Không phải chúng ta đeo thập tự giá to, chúng ta cầm thánh bự, chúng ta giảng hay, mà chúng ta không yêu thương người khác. Nên xin Chúa dùng điều này nhắc nhở cho tôi và quý vị, tình yêu thương quan trọng hơn tất cả mọi điều. Quan trọng hơn tất cả mọi điều. Bởi vì nó có giá trị, nó có tầm ảnh hưởng và nó nói lên chúng ta là ai ở trong Đấng Christ. Điểm thứ hai mà tôi muốn cùng học với quý vị buổi sáng hôm nay. Điều quan trọng hơn là tình yêu thương. Vì sao vậy? Thứ nhất, vì nó có giá trị. Nó quan trọng hơn. Thứ hai là bởi vì tình yêu thương còn lại mãi mãi. Tình yêu thương còn lại mãi mãi. Hay tình yêu thương trường tồn và bất diệt. Cô Tôn Nhất Đoạn 13, câu 8, câu 10. Sứ đồ Phaolô đã nói gì quý vị? Tình yêu thương không bao giờ suy tàn. Các lời tiên tri sẽ hết. Ân tứ tiếng lạ sẽ ngưng. Sự hiểu biết sẽ chấm dứt. Vì chúng ta hiểu biết có giới hạn. Nói tiên tri cũng có giới hạn. Nhưng khi sự toàn hảo đã đến, thì sự bất toàn sẽ qua đi. Mọi điều rồi sẽ qua đi. Đức tin, hy vọng, ân tứ, sự khôn ngoan, sự hiểu biết, sự giàu có, danh tiếng, tất cả đều sẽ qua đi. Điều còn lại đến đời đời, đó là tình yêu thương. Hãy quý vị, tất cả đều sẽ qua đi. Nhưng Kinh Thánh cho chúng ta biết là tình yêu thương còn lại mãi mãi. Có người nói, chúng ta sanh ra, chúng ta chẳng có đem gì đến thế gian này. Và khi chúng ta qua đời, chúng ta cũng chẳng đem gì đi theo với chúng ta. Dù là tỷ phú đô la, chúng ta cũng không có được quyền đem thêm một đô la nào theo với mình. Không có ai làm điều đó với quý vị. Đó là sự điên rồ. Không. Tất cả đều phải để lại. Dù chúng ta có bao nhiêu tiền bạc, danh tiếng, tiền của rồi cũng sẽ để lại hết. Nhưng quý vị, tôi có một tin vui cho quý vị. Có một điều mà chúng ta có thể đem theo. Có một điều mà nó sẽ đi theo chúng ta mãi mãi, ngay cả khi chúng ta chết rồi. Đó là gì? Đó là những việc lành của chúng ta. Đó là tình yêu của chúng ta sẽ để lại mãi mãi cho hậu thế. Việt Nam chúng ta có câu hùng chết để gia, người chết để tiên. Quý vị, con hổ chết để lại cái da của nó, nhưng mà người chết để lại cái tiếng. Tiếng gì quý vị? Tiếng tốt hay là tiếng xấu? Tiếng lành hay là tiếng dữ? Đó là sự chọn lựa của chúng ta. Quý vị sẽ để lại cái tiếng gì cho hậu thế mai sau? Khi nhắc đến tên của chúng ta, khi nhắc đến tên một sư này, khi nhắc đến tên của một tín hữu này, khi nhắc đến tên của một môn đồ này, thì người ta nhắc đến điều gì? Khi nhắc đến tên của sứ đồ Giăng, ai cũng biết và ai cũng nói rằng đây là sứ đồ của sự yêu thương. Sứ điệp ông thường hay giảng đó là yêu thương. Anh em ơi, hãy yêu thương nhau. Ông được nổi tiếng với cái tên là sứ đồ của sự yêu thương. Còn chúng ta sẽ để lại gì, cái tiếng gì cho hậu thế? Tôi mong rằng quý vị có đủ sự khôn ngoan để lựa chọn mình sẽ đại lại tiếng gì. Làm sao để chúng ta sống và chết không hề hối tiếc bởi vì những gì chúng ta đã làm. Đừng để hai chữ hối tiếc đi theo chúng ta. Có một câu chuyện mà tôi được nhắc nhở và tôi được dạy dỗ cách thế sống yêu thương thiết thực nhất để khi qua đời
khi chết hay khi về với Chúa, chúng ta không hối tiếc và chúng ta không bị loại bỏ ra ngoài, dầu chúng ta là người theo Chúa. Bà nói câu chuyện này, nó là một câu chuyện rất ấn tượng và dạy dỗ tôi rất là nhiều. Câu chuyện đó được chép ở trong Matthew đoạn 25, từ câu 31 đến câu 46. Tôi đọc nhanh và quý vị nghe. Khi con người ngự đến trong vinh quang, cùng với tất cả các thiên sứ, Ngài sẽ ngồi trên ngai vinh quang, muôn dân sẽ tụ họp trước mặt Ngài, và Ngài sẽ chia họ ra như người chăn chiên, chia chiên và dê ra, để chiên bên phải và dê bên trái. Lúc ấy vua sẽ phán với những người ở bên phải rằng: hỡi những người được cha ta ban phước, hãy đến thừa hưởng vương quốc thiên đàng đã chuẩn bị sẵn cho các con từ khi tạo dựng trời đất. Vì ta đói, các con cho ta ăn; ta khát, các con cho ta uống; ta là khách lạ, các con tiếp rước ta; ta trần truồng, các con mặc cho ta; ta ốm đau, các con chăm sóc ta; ta bị tù, các con thăm viếng ta. Lúc ấy những người công chính thưa với Ngài: lạy Chúa, có khi nào chúng con thấy Chúa đói mà cho ăn, và khát mà cho uống đâu? Có khi nào chúng con thấy Chúa là khách lạ mà tiếp rước, hoặc trần truồng mà mặc cho Ngài đâu? Hay có khi nào chúng con thấy Chúa ốm đau hoặc bị tù mà thăm viếng Ngài đâu? Vua sẽ trả lời rằng: thật, ta bảo các con, khi các con làm điều ấy cho một người thấp kém nhất trong những anh em này của ta, tức là đã làm cho ta. Quý vị, đây là câu chuyện mà Chúa Giêsu đã vén ra cái bức màn bí mật ở trong cái ngày cuối cùng, hay còn gọi là cái ngày của sự phán xét. Sẽ có nhiều người đến trước ngày của Chúa. Và trong câu chuyện ngắn này, tôi xin nói sơ qua bốn cái điểm rất là quan trọng mà chúng ta cần phải lưu ý. Thứ nhất, đó là sẽ có một ngày của sự phán xét. Sẽ có một ngày của sự phán xét. Và chắc chắn điều đó sẽ xảy ra. Và mọi người sẽ đứng trước ngay của sự phán xét. Và chính Chúa Giêsu là đấng phán xét. Và Ngài sẽ phân biệt chiên và dễ. Quý vị, ngạc nhiên không quý vị? Không phải tất cả người tin Chúa đều gọi là chiên đâu quý vị. Vì sẽ có nhiều người trẻ chạy đến. Nhưng mà Chúa sẽ phân biệt ra đâu là chiên và đâu là dễ. Chiên ở bên phải, dê ở bên trái. Ai trong quý vị muốn là chiên ạ? Xin hãy đánh vào comment ạ. Tôi muốn là chiên. Và chiên sẽ làm gì đây? Vì sao được gọi là chiên? Ngoài cái việc chúng ta tin Chúa Giêsu, chúng ta là con của Chúa. Nhưng mà ở trong cái đoạn kinh thánh này cho chúng ta thấy cái sự phán xét rất là rõ ràng. Chúa không bị chiên và dê. Bởi vì không phải những kẻ lại Chúa, nói lại Chúa mà được vào nước thiên đàng đâu. Nhưng mà những kẻ làm theo ý muốn của ta, của cha ta ở trên trời. Có nghĩa là tin Chúa và làm theo ý của Chúa nữa quý vị. Và sự phân chia rõ ràng. Có nhiều người không biết tại sao mình lại ở đứng hàng bên tay trái, một số người lại đứng hàng bên phải. Thì Chúa Giêsu mới nói rằng những người được cha ta ban phước hãy đến thừa hưởng vương quốc thiên đàng chuẩn bị sẵn cho các con từ khi tạo dựng trời đất. Vì sao? Vì khi ta đói, các con cho ăn; ta khát, các con cho tôi uống; ta là khách lạ, các con tiếp rước ta. Vì sao nữa? Vì khi ta trần truồng, các con mặc cho ta; khi ta ốm đau, các con chăm sóc ta; ta bị tù, các con thăm viếng ta. Và lúc ấy những người công chính đứng hàng bên phải là những con chim mới nói: Chúa, con có thấy Chúa trần truồng đâu, con có thấy Chúa ốm đau đâu, con có thấy Chúa ở tù đâu, con đâu có làm điều đó cho Chúa đâu. Chúa nói gì? Khi các con làm cho những người thấp kém nhất, ấy là các con đã làm cho ta. Quý vị, bức màn đã được vén ra tại đây. Có nhiều người chúng ta trong mong là chúng ta sẽ làm gì cho Chúa, cho Chúa. Chúng ta nói rất là thiêng liêng. Nhưng Chúa nói gì? Ngài là hiện thân của những con người đau khổ, những con người đang bị nhiễm Covid, những con người đang bị thiếu ăn, những con người đang bị khó khăn, những con người đang phải đối diện với cái sự chết mỗi ngày, những người đang bị tù, những người đang bị trần truồng. Đó là hiện thân của Ngài đó. Chúng ta đã làm cho họ chưa? Và nếu quý vị đã làm cho họ, có nghĩa là quý vị đã làm cho Chúa và đang làm cho Chúa đó. Amen. Cho nên quý vị đừng có mong là Chúa hiện xuống thế gian này để rồi chúng ta làm cái gì đó cho Chúa. Chúng ta rửa chân cho một ai đó,
chúng ta chăm sóc cho một ai đó bị bệnh, chúng ta lo lắng cho một ai đó đang bị nhiễm Covid, chúng ta đang lo lắng cho một ai đó đang bị thiếu tiền, không trả tiền thuê nhà, chúng ta đang lo lắng cho một ai đó đang không có thức ăn trong tuần tới. Đó là lúc mà chúng ta làm cho Chúa. Thật là ngạc nhiên. Và những người công chính, những con chim nó wow, cảm ơn Chúa vì đã cho con có thể dự phần, có thể làm được điều này. Vì các con làm cho người thấp kém nhất, đó là làm cho ta. Quý vị, những người đó đang ở xung quanh quý vị, chúng ta có đang làm không? Và những người ở bên tay trái, họ chờ mong là sẽ làm cho Chúa. Chúa ơi, con thấy Chúa, con sẽ làm cho Chúa. Chúa ở đâu? Chúa hiện thân qua những con người. Và những con dê đã bị lọ ra. Miệng vẫn nói là lại Chúa, lại Chúa. Và thậm chí họ vẫn có đi nhà thờ nữa quý vị. Nhưng mà họ không làm theo ý muốn của Chúa. Tôi mong rằng sứ điệp buổi sáng hôm nay nó sẽ khai phóng tâm trí của chúng ta, sẽ mở tâm trí của chúng ta để hiểu biết lẽ thật của Chúa. Sẽ có một ngày của sự phán xét quý vị. Ngày đó rất là kinh khủng, bởi vì có một số người sẽ bị lội ra. Và tôi mong rằng tôi và quý vị, những người đang nghe sứ điệp này, không bị lội ra, mà sẽ là những người được Chúa rằng: hỡi các con chiên của ta ơi, hãy đến hưởng phần thưởng của cha ta. Bởi vì các con đã làm theo ý muốn của cha ta. Các con đã yêu thương đồng loại của mình. Các con đã yêu thương những người xung quanh mình. Các con đã yêu thương những người lân cận như mình. Amen. Đây là thời điểm tốt nhất để chúng ta có thể làm điều này. Và tình yêu thương nó tồn tại mãi mãi là ở chỗ này. Nhưng là những gì chúng ta làm ở trên đất này, thiên đàng ghi nhớ. Những gì chúng ta làm ở tại đời này, đời sau vẫn nhắc tới. Không phải chỉ trong đời này thôi quý vị, mà ngay cả trong đời sau cũng sẽ được nhắc đến những việc chúng ta làm được quý vị. Thật là tuyệt vời phải không quý vị? Thật là tuyệt vời. Tình yêu thương còn mãi quý vị. Đức tin, hy vọng, ơn tứ, mọi cái rồi sẽ qua đi. Mọi việc mà chúng ta làm, những kết quả, những thành công rồi cũng sẽ qua đi. Nhưng mà hành động yêu thương sẽ còn lại mãi mãi. Amen. Hãy đánh vào trong comment của mình: tình yêu thương còn mãi mãi. Xin Chúa giúp đỡ tôi và quý vị hiểu rõ được lời này quý vị ơi. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Ngài nhiều lắm. Tôi mong rằng những người đang nghe sứ điệp buổi sáng hôm nay không phải chỉ amen với thôi, với tôi mà thôi, nhưng mà hãy hành động ngay. Hãy hành động nha quý vị. Tôi cầu nguyện để có hơn 10.000 người nghe sứ điệp này. Và chỉ cần mỗi một người nghe sứ điệp này, tìm một người ở bên cạnh mình, tìm một ai đó đang gặp khó khăn, tìm một ai đó đang bị thiếu thốn, tìm một ai đó đang bị nhiễm Covid, tìm một ai đó đang cô đơn, đang sợ hãi. Chỉ cần một người thôi quý vị. Tôi mong mỗi một người chỉ cần làm cho một người thôi. Nếu quý vị làm cho hai người, ba người, điều đó rất là tốt. Tôi rất là vui và cảm ơn Chúa. Nhưng mà nếu quý vị chỉ làm cho một người thôi, 10.000 người nghe sứ điệp này, thì có 10.000 người đã được giúp đỡ. Hallelujah. Và quý vị, nếu quý vị cảm thấy rằng sứ điệp này là sứ điệp rất là tuyệt vời và chúng ta cần phải khích lệ nhiều người, quý vị ơi, có thể share ra cho nhiều người nữa. Để khi họ nghe sứ điệp này, họ được đụng chạm. Mình phải làm gì nữa ngoài sự cầu nguyện, ngoài sự tìm kiếm Chúa cho sự bình an cho dân tộc này? Thì quý vị ơi, chúng ta không có dừng lại tại đó, không có nói là đi cho bình an, mà hãy làm gì đó để cho họ được bình an. Hội thánh của chúng ta đã trút hết số tiền quỹ thương xót còn lại để giúp đỡ cho hơn 100 người bị khó khăn trong những tuần vừa qua. Và tôi thật sự không cầm được nước mắt khi nghe những lời chứng hết sức là cảm động từ những người nhận được những món quà yêu thương của Hội Thánh. Nó không có nhiều, nó chỉ có 500.000 cho một người. Có 10 ký gạo, có một thùng mì, có một số thực phẩm được gửi đến. Họ đã nói rằng: cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa. Dù họ là những người, có người chưa tin Chúa, và có những người đã không nhóm lại lâu rồi. Nhưng khi họ nhận được những món quà đó, họ nói rằng: cảm ơn Chúa, cảm ơn Hội Thánh. Không biết là từ sau gia đình em sẽ sống như thế nào, nhưng mà những cái món quà này đã cứu sống gia đình của em. Khóc được không quý vị? Cảm động không quý vị? Một hành động nhỏ thôi, nhưng đã nói lên một việc làm rất lớn của chúng ta. Tôi mong rằng những cái
lời chứng của tôi sẽ đem xin sự khích lệ cho quý vị. Một hành động nhỏ của chúng ta thôi, một cái nhắn tin của chúng ta thôi, một cú điện thoại của chúng ta thôi, một lời quan tâm của chúng ta thôi, quý vị sẽ thấy nó vô cùng vĩ đại. Nó có vô cùng vĩ đại. Và qua điều đó, tôi được thúc giục nói, Chúa ơi, 100 người, 100 phần quà, ngần ấy có thắng vào đâu. Tôi được thôi thúc để cầu nguyện với Chúa. Chúa ơi, cho con 1.000 phần quà. Chúa cho con được ơn để kêu gọi hơn 1.000 phần quà, mỗi phần quà 500.000 để giúp cho bà con nghèo, để giúp cho những tín hữu nghèo đang đối diện với cái dịch bệnh ngày hôm nay. Và tôi liền dùng cái cây gậy mà tôi đang có, đó là cái iPhone, để nhắn tin, để kêu gọi những anh em của tôi, các bạn đồng đạo của tôi, các mục sư của tôi, hãy nhớ đến những người nghèo, hãy nhớ đến những người đang gặp khó khăn ở trong hoàn cảnh này. Xin hãy cùng với tôi đạt cái mục tiêu 1.000 phần quà này. Và cảm ơn Chúa quý vị, một cái điều bất ngờ đã xảy ra. Chỉ có trong có vòng có 3 ngày thôi, tôi đã nhận được gần 700 phần quà. Wow, tuyệt vời quý vị. Tôi thật sự thích thú với điều này quý vị. Và xin hãy vỗ tay với tôi, cảm ơn Chúa điều này. Chỉ khi trong vòng có 3 ngày thôi, có một mục sư nói rằng, mục sư ơi, tôi ủng hộ 300 phần quà. Một tín hữu khác nói, mục sư ơi, gia đình em ủng hộ 300 phần quà. Có người thì 5 triệu, có người thì 10 triệu, họ đã gửi đến. Và tôi nói, wow, cảm ơn Chúa thật là nhiều. Chúa ơi, Ngài đang hành động, Chúa ơi, Ngài đang làm việc. Và tôi khích lệ quý vị, nếu ai đang nghe sứ điệp này và được cảm động, được thôi thúc, quý vị hãy làm ngay cho người bên cạnh mình. Hãy làm ngay cho những người mà chúng ta biết rằng họ cần sự yêu thương của chúng ta. Quý vị hãy làm, không cần phải đòi hỏi điều gì cả. Hãy làm bằng tình yêu thương thật sự, bằng tình yêu mặc dầu của Chúa. Không cần phải thúc giục họ tin Chúa, không cần phải thúc đẩy họ tin Chúa, không cần đâu quý vị. Và tôi tin rằng cái hành động yêu thương đó đủ để cho họ biết rằng Chúa yêu thương họ. Và họ sẽ tự hỏi là vì sao chúng ta làm điều này? Bởi vì Chúa muốn chúng ta làm điều này. Và điều đó đã nói lên rằng Chúa của chúng ta là Chúa của yêu thương. Và những môn đồ của Chúa, những người theo Chúa cũng là những người yêu thương. Quý vị ơi, hãy làm ngay, đừng chờ. Và nếu quý vị muốn cùng ủng hộ tôi ở trong 1.000 phần quà này, quý vị biết phải làm gì rồi. Tôi tin quý vị biết phải làm gì rồi. Hãy làm ngay quý vị. Đây là lúc thuận tiện nhất. Đây là lúc tốt nhất để chúng ta bày tỏ tình yêu của Chúa và sự sáng của Chúa cho cộng đồng xung quanh của chúng ta. Amen. Ngân hàng yêu thương, nếu mà chúng ta cứ để vào, thì chắc chắn một ngày nào đó, quý vị sẽ thấy và sẽ ngạc nhiên, bởi vì nó được nhân lên gấp bội ở trên đất này và luôn cả trong đời sau. Tôi mong rằng lời này sẽ đụng chạm đến tất cả tấm lòng quý vị. Hãy để vào trong ngân hàng yêu thương bằng những hành động yêu thương. Hãy để vào ngân hàng yêu thương bằng những việc làm yêu thương. Rồi quý vị sẽ thấy nó thực sự được lãi suất gấp nhiều lần hơn trong đời này, luôn cả trong đời sau. Hãy tin lời Đức Chúa Trời nói như vậy. Chúng ta gieo gì, chúng ta sẽ gặp đó. Chúng ta gieo yêu thương, sẽ gặp yêu thương. Chúng ta gieo sự thương xót, sẽ gặp sự thương xót. Hãy gieo nhiều hơn nữa vào trong ngân hàng yêu thương. Quý vị, không phải là hội thánh trả lại hay là mục sư nào đó trả lại cho quý vị được, mà thiên đàng sẽ trả lại cho chúng ta điều đó trong đời này, luôn cả trong đời sau. Và cho nên khi chúng ta bước vào trong nước Chúa, chúng ta nói, ô ngạc nhiên quá, cảm ơn Chúa, những hành động nhỏ nhất của con mà Chúa cũng để ý đến. Rồi mong rằng ngày đó sẽ ngày vui mừng, chúng ta vỗ tay cảm ơn Chúa, vì Chúa ơi, Ngài thật quá tuyệt vời, Ngài đã nhớ đến những hành động yêu thương của con ở trên đất này. Và điểm cuối cùng, điều quan trọng hơn là tình yêu thương. Vì sao? Bởi vì nó có giá trị, bởi vì nó còn mãi mãi. Và điều quan trọng nữa đó là vì Đức Chúa Trời của chúng ta đang thờ phượng là Đức Chúa Trời của sự yêu thương. Ai không yêu thương thì không nhận biết Đức Chúa Trời, vì Đức Chúa Trời là tình yêu thương. Wow, quý vị thấy không? Vì Đức Chúa Trời là tình yêu thương. Đức Chúa Trời mà chúng ta đang thờ phượng không phải là ông thần quỷ diệt, Ngài không phải là ông thần sấm sét, không phải là ông thần đem đến tai họa. Ngài chính là Đức Chúa Trời yêu thương. Amen. Ngài không có đem dịch bệnh này tới. Dịch bệnh này không đến từ Đức Chúa Trời. Tôi không biết nguồn gốc đến từ đâu, nhưng mà lời Chúa Giêsu đã cho chúng ta biết là sẽ có dịch bệnh, sẽ có đói kém, sẽ có chiến tranh. Đó là dấu hiệu của những ngày sau rốt, quý vị. Chúng ta nhìn điều này và chúng ta biết rằng sẽ có thêm nữa những ngày sắp tới. Hết dịch bệnh rồi tới đói kém,
hết đói kém rồi sẽ chiến tranh. Quý vị hãy xem đi, bởi lời Đức Chúa Trời đã nói như vậy rồi. Nhưng điều quan trọng ở đây không phải là Chúa đem dịch bệnh, Chúa đem đói kém, Chúa đem chiến tranh, tất cả đều đến từ con người. Con người ra làm ra điều này. Quý vị đồng ý không ạ? Con người tự hủy diệt nhau. Theo thống kê người ta cho biết rằng trong các loài hủy diệt nhau. Chúng ta biết loài nào hủy diệt nhau nhiều nhất không? Loài người. Loài người tự hủy diệt nhau nhiều hơn tất cả những con thú. Thế chiến thứ nhất đã cướp đi bao nhiêu triệu người? Thế chiến thứ hai đã cướp đi bao nhiêu triệu người? Loài người, chứ không phải là Đức Chúa Trời. Chính con người đã tạo ra những điều này. Không biết là thế giới sẽ tìm nguyên nhân nguồn gốc nó từ đâu, nhưng mà tôi muốn nói một lần nữa quý vị ơi, dịch bệnh không đến từ Chúa, đói kém không đến từ Chúa, và chiến tranh cũng không đến từ Chúa, mà đến từ con người. Nhưng mà có một tin vui cho chúng ta, Đức Chúa Trời mà chúng ta tin phượng là Đức Chúa Trời yêu thương. Amen. Đức Chúa Trời yêu thương, nhân từ, thương xót, chậm giận, giàu ơn. Sự khóc lóc chỉ đến trọn ban đêm, nhưng buổi sáng mai bèn có sự vui mừng. Có lúc Ngài có giận chúng ta, nhưng mà cơn giận của Ngài chỉ có một lúc thôi quý vị. Nhưng mà ơn huệ của Ngài còn đến đời đời. Tôi thích câu Kinh Thánh này quý vị. Chỉ có một lúc thôi, Ngài giận chúng ta chỉ một lúc thôi, nhưng mà ơn huệ của Ngài, tình yêu của Ngài còn đến đời đời. Và Kinh Thánh đã cho chúng ta biết tình yêu của Ngài đến nỗi đã ban con một của Ngài xuống trần gian. Sự yêu thương của Ngài đã bày tỏ rất rõ ràng. Ngài ban con độc sanh của Ngài là Chúa Giêsu xuống trần gian này để chết thay tội cho con. Một thế giới hư mất, một thế giới tội lỗi, chúng ta thấy càng ngày càng gớm ghiếc đúng không ạ? Càng ngày càng kinh khiếp hơn ạ? Tội lỗi gia tăng, kinh khủng hơn chưa bao giờ có. Người ta không phải chém giết nhau bằng cái mã tấu nữa, hay một phát súng nữa, mà chỉ cần một cái nhấn nút thôi thì biết bao nhiêu mạng người phải bị hủy diệt. Càng thông minh càng khôn ngoan thì con người càng tìm cách hủy diệt nhau nhiều hơn nữa. Nhưng mà cảm ơn Chúa, Chúa của chúng ta đang thờ phượng là Chúa của tình yêu, và Chúa Giêsu là hiện thân của tình yêu. Chúng ta thấy 3 năm rưỡi cuộc đời chức vụ Chúa Giêsu đã nói lên tất cả. Ngài yêu thương những người không đáng để được yêu. Ngài đến với những người tội lỗi. Ngài đến với những người mà người ta tìm cách ném đá. Ngài đến với những con người tuyệt vọng, cô đơn, chán chường. Ngài đến với những con người bệnh tật, xã hội ruồng bỏ. Thậm chí người ta còn nói rằng Chúa đến với nhà của người thâu thế. Ngài làm bạn với những người thâu thế và phường điếm đỉ. Nhưng mà điều đó nói lên là Ngài yêu thương tội nhân. Ngài ghét tội nhưng Ngài yêu thương tội nhân. Ngài yêu thương mọi người quý vị, dù hoàn cảnh họ như thế nào, dù quá khứ họ ra sao, dù họ có là gì đi nữa thì Chúa vẫn yêu thương họ. Giống như tôi và quý vị, dù chúng ta không là những người tốt lành, nhưng Chúa đã yêu thương tôi và quý vị, chấp nhận chúng ta, tha thứ tội cho chúng ta, cứu chuộc chúng ta, giải phóng và chữa lành cho chúng ta. Chúa là tình yêu. Đức Chúa Trời là tình yêu, Chúa Giêsu là tình yêu. Và quý vị, Chúa chính là tình yêu thương. Cho nên buổi sáng hôm nay tôi muốn nói quý vị rằng Chúa yêu thương chứ không phải là Chúa của tai họa. Chúa Giêsu đã đến thế giới này, Ngài chinh phục thế giới này không phải bằng sức mạnh quân sự, không phải bằng sự độc tài hay bằng bàn tay sắt. Ngài yêu thương. Ngài yêu thương, đó là cách mà Ngài chinh phục thế giới này. Ngài đã chinh phục thế giới này bằng tình yêu thương. Và chúng ta thấy hàng triệu con người trải qua bao nhiêu thời đại đã bằng lòng tiếp nhận Chúa Giêsu dầu chưa bao giờ thấy Ngài. Và hơn thế nữa, họ bằng lòng dâng hiến cả cuộc đời của mình cho Ngài, bởi vì họ biết rằng Chúa yêu thương họ, Chúa tiếp nhận họ, Chúa chữa lành cho họ, Chúa giải cứu họ từ nghiện ngập, từ tội lỗi, trở nên là con người được chữa lành, được khôi phục, và họ tặng hiến cả cuộc đời mình cho Chúa bởi vì tình yêu của Ngài. Nên buổi sáng hôm nay tôi mừng lời này để nói với những người đang nghe sứ điệp này là người chưa tiếp nhận Chúa Giêsu, đang hoài nghi về Chúa Giêsu, đang nghi ngờ Chúa Giêsu là ai, thì quý vị ơi, hãy nghe đây, Chúa yêu quý vị, Chúa chết vì tội của quý vị và Chúa mong chờ để tiếp nhận quý vị. Hãy mở lòng ra, hãy tiếp nhận Ngài. Chỉ cần
Quý vị nói rằng: Chúa ơi, con cần Ngài. Chúa ơi, con tiếp nhận Ngài. Chúa ơi, con muốn được yêu thương. Chúa ơi, con muốn được tha thứ. Quý vị sẽ được tha thứ, bởi vì Chúa nói rằng tất cả mọi sự Chúa Ngài đã làm hết cho chúng ta rồi. Trên thập tự giá Chúa đã làm hết cho chúng ta rồi. Không cần phải làm thêm gì nữa đâu quý vị. Không cần phải vô một cái tôn giáo hay là làm thêm một cái động tác của cái việc khổ tu ép sát để được cứu đâu quý vị. Chỉ cần tin Chúa Giêsu để được cứu. Và tôi cũng muốn nói với những con cái của Chúa là những người đang nghe sứ điệp này, quý vị, điều quan trọng hơn đó là tình yêu thương. Đức tin, hy vọng quan trọng, ân tứ quan trọng, kiến thức quan trọng, nhưng quan trọng hơn là tình yêu thương. Vậy chúng ta hãy mau mau bày tỏ tình yêu thương, bởi vì nó có giá trị và nó trường tồn vĩnh cửu. Và Chúa của chúng ta cũng là Chúa của yêu thương. Tôi mong sứ điệp này sẽ đến với quý vị và hướng dẫn quý vị biết mình sẽ làm gì trong cơn đại dịch này. Hãy làm ngay quý vị. Hãy làm ngay với những người xung quanh chúng ta. Hãy làm ngay với những người thân yêu của chúng ta. Hãy làm ngay với cộng đồng của chúng ta để bày tỏ Chúa yêu thương cho mọi người. Xin Chúa ban phước cho quý vị. Amen.